Thông tin sau đây có thể khiến những ai yêu thích nước giải khát C2 và rồng đỏ phải cân nhắc. Sau buổi làm việc vào chiều qua 20 tháng 5, tối cùng ngày, Bộ Y tế đã có thông báo chính thức về việc tạm dừng lưu hành ba lô sản phẩm thực phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn URC Hà Nội do có nhiễm trì, đúng như hai kết luận ban đầu của Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia. Bộ Y tế quyết định từ ngày 20 tháng 5 tạm dừng việc lưu thông đối với ba lô sản phẩm thực phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn URC Hà Nội vì chứa hàm lượng trì không đạt theo tiêu chuẩn công bố. Thứ nhất là lô trà xanh hương chanh C2 sản xuất ngày 4 tháng 2 năm 2016, có hạn sử dụng đến ngày 4 tháng 2 năm 2017. Lô hàng thứ hai là nước tăng lực hương dâu hiệu rồng đỏ sản xuất ngày 19 tháng 2 năm 2016, có hạn sử dụng đến ngày 19 tháng 2 năm 2015 và lô hàng thứ ba bị dừng lưu hành là nước tăng lực hương dâu hiệu rồng đỏ sản xuất ngày 10 tháng 11 năm 2015, có hạn sử dụng đến ngày 10 tháng 8 năm 2016. Trên thực tế, trong nguyên liệu sản xuất nước giải khát luôn có một lượng trì nhất định, nhất là chất axit citric, một loại phụ gia tạo độ chua. Khi xâm nhập cơ thể qua đường ăn, uống, hô hấp, trì sẽ khiến quá trình đào thải chậm lại, dẫn đến suy thận, tổn thương thần kinh ngoại vi, giảm chức năng não bộ. Đặc biệt do trẻ em có khả năng hấp thụ lượng trì hơn người lớn từ 4 đến 5 lần nên khả năng bị nhiễm độc trì cao hơn.